đứng phía sau sao đứng đứng phía sau mới chịu anh mà nằm nửa máy đứng anh đứng nằm vô đứng phía sau thôi thôi anh phải lại cho anh dập hết vậy với cô bảy là hôm nay á là chị hai đại diện cho hết trơn tất cả các anh em với chú cháu đặc biệt là vợ chồng Tùng thì cô bảy thân kính mến thì nói chung là Thái không lại đây Thái cái trong cuộc sống á, thì nó có những cái làm cho cô bảy hợp ý thì hôm nay coi như là ngày nay là ngày kỷ niệm vui nhất của cô bảy thì tất cả các anh em con cháu trong nhà tổ chức cho bảy một cô bảy một cái lễ thì nhỏ đây là 72 cái bông hồng cái chân cho 72 năm cô bảy cái mùa xuân của cô bảy có 72 chứ không phải ba hả 72 thì coi như tất cả các con các cháu thì nó đông nhưng mà gom lại nó chỉ có một tấm lòng là tất cả chỉ một tấm lòng là coi như là chân thành yêu quý cô bảy yêu thương cô bảy thì 72 cái bông hồng là nhân tặng cô bảy để tất cả các con các cháu chúc cô bảy sống mạnh khỏe vui vẻ với con cháu suốt cuộc đời chúc mừng sinh nhật cô bảy sinh nhật chúc mừng ơi đây.